Thưa quý vị, trong chương trình công tác tại Điện Biên chiều ngày 27 tháng 1, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1, thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và thăm tặng quà các gia đình chính sách. Dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Phó Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công và sự hy sinh anh dũng của các đồng chí là tấm gương sáng về lòng yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất, tô đẹp thêm truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, khẳng định luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả, cống hiến to lớn ấy, nguyện đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm làm tròn sứ mệnh cao cả, trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thăm và tặng quà hai gia đình chiến sĩ Điện Biên gồm ông Hứa Văn Phong, 99 năm tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng và ông Dương Văn Lâm, 65 năm tuổi Đảng ở thành phố Điện Biên Phủ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Phó Thủ tướng mong muốn các ông giữ gìn sức khỏe cùng cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Đoàn công tác của Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Bắc Giang. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời thuộc tập đoàn Boeing của Trung Quốc, một doanh nghiệp công nghệ cao sản xuất tấm pin và mô đun chuyển hóa năng lượng mặt trời đang hoạt động tại Bắc Giang. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam. Đoàn đã tặng 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Giang và 50 suất quà cho các công nhân lao động khó khăn của công ty Bô Việt. Trước đó, tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và đoàn công tác đã trao 200 suất quà cho hộ nghèo và 20 suất quà cho học sinh nghèo của huyện Lục Ngạn, 100 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Giang, đi thăm, tặng quà hai hộ chính sách tiêu biểu tại địa phương. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của Chủ tịch Quốc hội tặng cho nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 300 suất quà Tết là nghĩa tình của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với tỉnh Đắk Lắk trong dịp Tết đến xuân về, nhất là đối với bà con ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực, cố gắng khắc phục những khó khăn, phát huy những thành tựu để phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, đảm bảo quốc phòng an ninh. Những ngày này, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đang tích cực tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà Tết cho bà con người gốc Việt Nam, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương của Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con Việt Kiều nhân dịp Tết đến xuân về. Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh vai trò quan trọng không thể tách rời của cộng đồng người Việt tại nước ngoài nói chung và tại Campuchia nói riêng. Theo Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, năm 2023, kinh tế của Việt Nam và Campuchia tuy có tăng trưởng khá trong khu vực nhưng cũng là năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp, bà con. Dù vậy, nhưng với tấm lòng và tình cảm, các doanh nghiệp của Việt Nam tại đất nước Chùa Tháp vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với bà con. Tại chương trình, công ty Viettel Cambodia Medphone đã trao tặng 1.075 suất quà Tết trị giá hơn 22.600 đô la Mỹ cho cộng đồng người Việt có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia thông qua chương trình Xuân An Yên, vui đón Tết do Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội Khmer Việt Nam tại Campuchia tổ chức. Tuy rằng nghĩa là những cái phần quà này nó không phải là lớn, giá trị vật chất nó không phải là lớn, mà cái tình cảm nó chứa đựng ở trong đấy thì rất là nhiều. Rất mong là lan tỏa những cái tình cảm đấy đến với bà con để giúp cho bà con góp thêm một phần vào cái Tết của mình đủ đầy hơn. Cũng rất là mong muốn sẽ có thêm thật nhiều những cái doanh nghiệp được cùng đồng hành với Medphone, để luôn luôn bên cạnh đại sứ quán, luôn luôn bên cạnh các cơ quan truyền thông để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho cộng đồng bà con của chúng ta ở đây, để làm thế nào cộng đồng của chúng ta ngày càng
tốt đẹp hơn, càng vững mạnh hơn, càng vươn lên để xứng tầm với cả cái mối quan hệ đang rất là tốt giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Thay mặt cộng đồng người Campuchia gốc Việt, ông Sim Chi, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia, cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, công ty Viettel Cambodia Medphone đã quan tâm hỗ trợ bà con người gốc Việt tại Campuchia, nhất là vào thời điểm Tết đến xuân về. Trong không khí hân hoan chào đón xuân mới Giáp Thìn, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa tổ chức Tết cộng đồng tại tòa thị chính thủ đô Paris. Nhóm phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh năm 2023 là một dấu mốc đặc biệt trong quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Trong không khí phấn khởi, tràn đầy hy vọng và động lực bước vào năm mới 2024, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ có bước phát triển ấn tượng, cộng đồng người Việt tại Pháp sẽ có thêm nhiều đóng góp quan trọng cho quê hương. Không chỉ là điểm hẹn mong đợi của cộng đồng người Việt, sự kiện Tết cộng đồng ở tòa thị chính thủ đô Paris còn là dịp để bạn bè quốc tế thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những món ăn truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất chào đón năm mới. Vui mừng đến ngày mừng xuân ngày hôm nay, bởi vì ngày hôm nay đó là gia đình chúng tôi là ba thế hệ tới chung vui trong cái khung cảnh cũng như là đất nước Việt Nam tại Pháp. Đây là cái hình ảnh rất là quý, rất là mến yêu của đất nước Việt Nam tại Pháp. Tôi rất cảm động khi có mặt tại đây, bởi tôi thực sự thích văn hóa Việt Nam. Hơn nữa tôi còn có cháu gái mang dòng máu Việt. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể đến thăm đất nước xinh đẹp này cùng cháu mình. Đến với sự kiện Tết 2024, bà con và bạn bè Pháp đã có dịp thưởng thức các hương vị truyền thống của Tết Việt với bánh chưng, nem, giò chả cùng một bữa tiệc nghệ thuật với các tiết mục như múa lân, hát chầu văn đặc sắc và độc đáo. Chương trình Cộng đồng Tết 2024 với tên gọi Tết Sẻ Chia, Năm Rồng Khởi Sắc vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và trao quà cho ngư dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 450 phần quà Tết đã được trao cho các công nhân lao động và các ngư dân địa phương. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm dịp Tết. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều không gian vui chơi giải trí mang âm hưởng văn hóa Tết cổ truyền cho đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân địa phương. Dịp này, ban tổ chức chương trình cũng ghé thăm, chúc Tết và trao quà cho các cán bộ chiến sĩ tại đồn biên phòng cửa khẩu Nha Trang. Được biết, Khánh Hòa là một trong số 25 tỉnh thành được chương trình chọn để tổ chức. Theo đó, sẽ có hơn 10.400 phần quà Tết được trao cho các công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm hậu đại dịch, các ngư dân gặp nhiều thách thức do biến đổi khí hậu và bộ đội biên phòng trên toàn quốc. Nhằm hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người nghèo, cận nghèo, công nhân lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán, ngày 27 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ban tổ chức đã trao tặng 1.200 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng một suất quà trị giá 500.000 đồng. Cùng với các phần quà được trao tại chương trình, mỗi đại biểu đến tham dự trực tiếp đều được phát một phiếu đi chợ không đồng để tham gia chợ Tết Nhân Ái để lựa chọn một số sản phẩm phù hợp với gia đình. Tết Nhân Ái còn nhiều hoạt động phong phú như tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí. Dịp này, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cũng trao 15 suất quà tặng các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện các gia đình liệt sĩ. Thưa quý vị, chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, người người nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Cùng chung với không khí hân hoan rộn ràng trong đất liền, những ngày này, ở ngoài đảo xa, nơi cách đất liền hơn 300 hải lý, người dân huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa cũng cảm nhận được một mùa xuân mới đang đến rất gần. Những chuyến hàng Tết liên tục đến với các đảo trên quần đảo Trường Sa. Ngoài hàng hóa phục vụ cán bộ chiến sĩ thì những món quà Tết từ đất liền cũng được mang theo, đưa đến tận tay người dân trên các xã đảo. Năm nay là năm đầu tiên gia đình chị Đinh Thị Mỹ Hảo đón cái Tết ở Trường Sa. Mọi thứ ở đảo đều mới mẻ, song bù lại tình quân dân trên đảo đã giúp gia đình chị Hảo cũng như các hộ dân khác thêm ấm lòng trong những ngày cuối năm. Dạ, quan tâm lắm, chăm sóc, thiếu cái gì mà hoại gửi ra cái đó. Rồi mấy người mà người ta làm quà biếu, người ta cũng gửi ra, người ta cho mình, thấy người ta ở xa. Làm quen với nhau rồi ăn Tết với lại các chiến sĩ.
rồi với lại các chỉ huy đảo xuống thăm, ghé thăm. Niềm vui trong những ngày giáp Tết rộn ràng cả một góc đảo. Cũng như ở đất liền, đây là thời điểm người dân trên đảo sửa sang, trang trí nhà cửa để đón cái Tết cổ truyền của dân tộc. Cũng có hoa, có bánh và thêm nhiều món quà từ đất liền gửi tặng là đủ cho một mâm cỗ ngày Tết. Vườn rau sau nhà được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Năm nay trời ít mưa bão nên bà con ở đảo đón Tết thêm phần vui vẻ đủ đầy. Đây cũng là cái Tết đầu tiên tụi em xây nhà. Dạ, ấy là nhưng mà cuộc sống ở đảo cũng rất là vui. Thấy xin xích đồ, các chiến sĩ giúp đỡ lẫn nhau, tình quân dân cũng thâm thiết. Cho nên tụi em cũng không có, nói chung là không có, có buồn lắm. Bà con ở đảo cho biết những ngày giáp Tết là thời điểm sôi động nhất với nhiều hoạt động được tổ chức. Trong đó đặc sắc nhất là hình ảnh quân và dân trên đảo cùng nhau gói bánh chưng, giao lưu văn hóa, văn nghệ và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống, cùng nhau đến chùa thắp hương để cầu cho một năm mới tốt lành. Các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa này giúp cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo gắn kết và hiểu nhau hơn, cùng nhau vun đắp xây dựng khối đoàn kết quân dân trên đảo, làm nền tảng vững chắc để người dân yên tâm sinh sống, bám biển, giữ gìn và bảo vệ vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, khi có cái không khí gói bánh chưng cũng như là gói cùng với bà con nhân dân thì mình cảm thấy không khí ấm áp hơn, cũng đất liền nó gần gũi hơn so với ngoài biển đảo. Cũng có cái không khí và cũng có cái tình cảm của người đất liền. Nên là mọi người, anh em cán bộ chiến sĩ rất là vui vẻ và ấm áp về tình cảm. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, cách trở nên Tết ở Trường Sa thường đến sớm hơn. Tết đến cùng những chuyến tàu vượt sóng, vượt gió, chở đầy tình cảm của đất liền gửi ra nơi đảo xa. Dù vậy, không khí đón Tết của quân và dân Trường Sa vẫn hết sức rộn ràng, phấn khởi. Đêm ở Trường Sa luôn lung linh và được thắp sáng bằng những ánh đèn. Như một lời khẳng định, quân và dân trên các đảo luôn đoàn kết, vẫn sẵn sàng bám đảo vì một mùa xuân bình yên cho đất nước. Chuyển sang những thông tin khác, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội và chương trình công tác năm 2024. Trong đó nêu rõ nhiều chỉ tiêu cụ thể về kinh tế xã hội, đô thị, cải cách hành chính, quốc phòng an ninh. Trong nhóm chỉ tiêu về xã hội, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu mỗi người dân thành phố được hỗ trợ hướng dẫn tập luyện miễn phí chương trình cơ bản ít nhất một môn thể dục thể thao, một loại hình nghệ thuật. Người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ được miễn phí vào tham quan các bảo tàng công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, được miễn phí xem các chương trình nghệ thuật do các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức nhân các ngày kỷ niệm sự kiện lớn của thành phố và đất nước. Năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh cũng phấn đấu đạt 296 phòng học cho 10.000 dân trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi, đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề, có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt từ 87% trong tổng số lao động đang làm việc. Tạo việc làm mới là 140.000 chỗ. Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh được biết đến là vùng trồng hoa cây cảnh lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Trong vụ hoa Tết năm nay, thời tiết có khắc nghiệt hơn. Do đó, để cung ứng cho thị trường dòng cây cảnh đạt chất lượng, người trồng hoa cũng mất nhiều công sức hơn. Thị xã Đông Triều là vựa hoa lớn nhất của Quảng Ninh với 400 hecta hoa cây cảnh, tăng 200 hecta so với năm 2020, tập trung ở các vùng là Bình Khê, Bình Dương, Hồng Phong, An Sinh, Tràng An, Hoàng Quế. Bên cạnh các loại hoa cây cảnh được giá, thì nhiều hộ trồng đào, hoa ly đang lo lắng vì có nhiều diện tích hoa đã nở sớm. Cái đào này thì nó lại nở, hoa nở sớm quá, chứ nên là khó hy vọng hơn. Mỗi năm thì nói chung là được ăn, năm nay chưa chắc, không biết là giờ ăn Tết còn 20 ngày rồi. Mà như thế này chán lắm. Hiện nay là các cái nhà vườn thì cũng đã chủ động phối hợp với các cái thương lái như ở thị trường Hạ Long, thị trường Hải Phòng để đảm bảo bao tiêu hoa cho bà con nông dân. Năm nay thị xã Đông Triều sẽ tổ chức hội hoa cây cảnh kết hợp thương mại tại phường Mạo Khê, đồng thời thiết kế 3 điểm check-in tại xã Bình Khê để giúp quảng bá tiêu thụ hoa cây cảnh cho bà con nông dân. Thưa quý vị, chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Thời điểm này, người dân làng hoa cây cảnh ở Nghệ An đang tất bật chăm sóc hoa sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Hiện thời tiết khá thuận lợi, cây hoa phát triển tốt, hứa hẹn một mùa hoa mang lại thu nhập cao cho người dân. Những ngày cuối năm, thời tiết thuận lợi, nhiều nhà vườn đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Tại làng nghề cây cảnh Kim Phúc, Kim Chi, Kim Mỹ, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, đây là thời điểm được coi là giai đoạn nước rút để các nhà vườn đẩy mạnh chăm sóc các loại hoa trồng. Một số nhà vườn tăng cường nhập hoa, cây cảnh với mẫu mã phong phú từ các nơi về thuần dưỡng, chăm sóc, tạo dáng, tạo thế để cung ứng cho thị trường Tết. Mặc dù những năm gần đây, thị trường hoa, cây cảnh dịp Tết có rất nhiều sản phẩm mới lạ, nhưng các hộ trồng đào phai, đào đá ở Nghệ An không lo lắng về đầu ra, bởi so với các loại hoa khác, hoa đào vẫn là loại hoa đặc trưng mà hầu như gia đình nào cũng trưng Tết. Nghi Ân á là có 3 cái làng nghề, khoảng gần 300 hộ dân. Đây được coi là một cái nghề truyền thống mà họ làm quanh năm. Tất cả các cái loại cây hoa rất là phong phú. Đặc biệt đến dịp Tết xuân về này á thì nơi đây trở thành một làng hoa rất là nhộn nhịp. Người dân nơi đây là họ đã tính toán về mặt thời vụ để kịp phục vụ Tết. Ngoài việc theo dõi sự biến động về giá cả của thị trường, các nhà vườn, hộ kinh doanh hoa, cây cảnh ở Nghệ An rất chú ý đến thời tiết, điều chỉnh việc chăm sóc phù hợp để hoa nở đúng Tết, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Theo nhiều chủ cửa hàng, sức mua của người dân khoảng 2 tháng gần đây bắt đầu tăng, giá hoa cũng khá ổn định. Tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu EASA và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA mới đây đã tổ chức một cuộc họp quy tụ các cơ quan quản lý và chuyên gia trong lĩnh vực hàng không nhằm tìm kiếm giải pháp khắc phục tình trạng giả mạo GPS, hệ thống định vị toàn cầu gần các khu vực chiến sự. Hệ thống định vị toàn cầu GPS giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực hàng không vì có thể thay thế các chùm tần số vô tuyến điện truyền thống để hướng dẫn máy bay hạ cánh. Tuy nhiên, tổ chức giám sát Ops Group cho biết tình trạng gây nhiễu và giả mạo GPS ngày càng nghiêm trọng ở các khu vực Đông Âu, Biển Đen và Trung Đông thời gian qua. Nhiều hãng hàng không đã hối thúc các bên liên quan nhanh chóng hành động sau hàng loạt sự cố gián đoạn GPS và hiển thị sai lệch thông tin thời gian và địa điểm. Các bên đề xuất tập trung đào tạo phi công đủ năng lực, ứng phó với nhiều tình huống, đặc biệt trong bối cảnh xung đột toàn cầu gia tăng, cũng như tạm thời quay lại áp dụng một số công nghệ cũ thay vì dùng GPS. Công nghệ này đang được phát triển theo chương trình định vị Galileo của châu Âu, song chưa được sử dụng rộng rãi. Vài tuần sau vụ chiếc máy bay Boeing 737 Max 9 bị bung cửa giữa không trung trên chuyến bay của hãng hàng không Alaska Airlines Mỹ vào hồi đầu tháng này, hãng hàng không United Airlines của Mỹ cũng cho biết đã tiếp tục sử dụng loại máy bay phản lực này để chở khách vào ngày 27 tháng 1 sau khi được các nhà quản lý bật đèn xanh. United Airlines thông báo chuyến bay sử dụng Boeing 737 MAX 9 đầu tiên sau ngày 6 tháng 1 khởi hành từ Newark đến thành phố Las Vegas vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương, với 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Vụ bung cửa máy bay hy hữu ngày 5 tháng 1 trên chiếc Boeing 737 MAX 9 mới sử dụng được 8 tuần đã khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ phải đình chỉ hoạt động của tổng số 171 chiếc Boeing 737 MAX 9, dẫn đến việc hàng nghìn chuyến bay của Alaska Airlines và các hãng hàng không khác bị hủy. Cục Hàng không Liên bang Mỹ hôm 24 tháng 1 đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ sau khi chấp nhận kết quả các cuộc điều tra và bảo trì, đồng thời khẳng định Boeing không thể mở rộng sản xuất 737 MAX hoặc bổ sung dây chuyền sản xuất trong khi chờ cải thiện chất lượng. Trước đó, hãng hàng không Alaska đã nối lại dịch vụ chở khách sử dụng loại máy bay này vào ngày 26 tháng 1. Hãng này cho biết dự kiến việc kiểm tra tất cả các máy bay Boeing MAX 9 của hãng sẽ hoàn tất vào cuối tuần tới. Trung Quốc đang tăng cường tối đa các phương tiện giao thông để phục vụ cho cao điểm đi lại dịp xuân vận. Trung Quốc đang bước vào đợt xuân vận kéo dài 40 ngày từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 5 tháng 3, khoảng thời gian cao điểm đi lại Tết Nguyên đán. Dự báo đợt xuân vận năm nay Trung Quốc sẽ lập kỷ lục từ trước đến nay với khoảng 9 tỷ chuyến đi liên tỉnh về quê ăn Tết và du lịch. Khoảng 12.700 chuyến tàu chở khách sẽ được lên lịch mỗi ngày trong thời gian trước kỳ nghỉ lễ, tăng 14,4% so với năm 2019. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng 80% trong số 9 tỷ chuyến đi dự kiến sẽ là xe tự lái.
lưu lượng giao thông trung bình hàng ngày trên mạng lưới đường quốc lộ dự kiến sẽ đạt 37,2 triệu phương tiện, trong đó lưu lượng di chuyển đường dài liên tỉnh sẽ tăng đáng kể. Ngành hàng không dân dụng ước tính sẽ xử lý trung bình khoảng 2 triệu hành khách mỗi ngày trong thời kỳ cao điểm du lịch, đạt mức cao kỷ lục mới. Máy bay phản lực cỡ lớn nội địa đầu tiên C919 của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên phục vụ nhu cầu du lịch dịp Tết Nguyên đán. Tới thời điểm này, hơn 210 triệu vé tàu đã được bán. Năm nay, ngành đường sắt Trung Quốc đơn giản hóa nhiều thủ tục trên mạng để giúp hành khách đặt vé dễ dàng hơn, đồng thời dự kiến bố trí tới 12.700 chuyến tàu mỗi ngày trong dịp trước Tết và 12.800 chuyến vào sau Tết, tăng từ 12,6 đến 14,4% so với năm 2019, thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Tại nhiều nơi trên khắp Cộng hòa Séc hôm qua đã diễn ra lễ hội hóa trang Serovetit nhằm tiễn biệt mùa đông. Đây là một trong những lễ hội truyền thống vui tươi nhất và rất được mong chờ tại Séc vì mang hơi ấm mùa xuân gõ cửa. Tại làng Hamri gần thị trấn Hinsko, những người tham gia hầu hết là nam giới đã khoác lên mình những bộ cánh truyền thống rực rỡ sắc màu và hóa trang thành các nhân vật đeo mặt nạ. Mặt nạ đỏ dành cho nam giới chưa lập gia đình và màu đen dành cho những người đã có gia đình. Trong tiếng nhạc rộn rã của âm nhạc truyền thống, họ di chuyển từ nhà này sang nhà khác với sự cho phép của chủ nhà, thực hiện một điệu múa nghi lễ để cầu mong mùa màng bội thu và thịnh vượng. Gia chủ có thể tặng tiền và quà cho những người đeo mặt nạ. Nó thực sự là một truyền thống lâu đời. Chúng tôi thậm chí không có bất kỳ ghi chép nào về việc nó bắt đầu từ khi nào. Như bạn biết, sáng nay họ đã chuẩn bị mọi thứ, rồi mới đến chỗ tôi để hỏi thăm, để được phép bắt đầu cuộc diễu hành. Sau đó họ đi bộ từ nhà này sang nhà khác, nơi người dân yêu cầu họ khiêu vũ hoặc chơi nhạc, và cứ thế họ đi khắp làng. Đối với nhiều người dân, đây không chỉ là dịp để thực hiện các nghi lễ truyền thống, mà còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu với những người hàng xóm và cùng chào đón hy vọng về một mùa xuân mới tràn đầy sức sống. Chúng tôi tham gia sự kiện này vì đây là một hoạt động truyền thống và cũng là dịp để gặp gỡ mọi người, được đến từng nhà. Có những người chúng tôi không gặp cả năm nay, và ít nhất đây cũng là cách chúng tôi gặp nhau và trò chuyện một chút. Lễ hội Srovetit là một truyền thống lâu đời tại Séc và đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Bức thư đầu tiên được biết đến được gửi bằng tem bưu chính sắp được đưa ra đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby's ở New York, Mỹ. Con tem Penny Black đề ngày 2 tháng 5 năm 1840 in hình gương mặt của nữ hoàng Victoria trẻ tuổi nhìn nghiêng với dòng chữ Postage One Penny và có đóng dấu đỏ. Mặc dù nội dung của bức thư đã bị thất lạc, nhưng dấu bưu điện vẫn hé lộ một bức tranh rõ ràng về hành trình của nó. Nó được gửi từ London, Anh vào tối thứ Bảy ngày 2 tháng 5 tới một người tên là William Blenkinthrope, người quản lý một xưởng sắt 35 tuổi ở Dunston, Cumbria, cách London hơn 120 km về phía Tây. Mặc dù vẫn chưa rõ người gửi ban đầu, nhưng những dấu hiệu trên phong bì cho thấy hành trình di chuyển của bức thư là hơn 480 km. Tôi nghĩ trong vòng 10 năm kể từ khi dịch vụ này được giới thiệu vào năm 1840 ở Anh, số lượng thư đã tăng từ 75 triệu đơn hàng năm lên 350 triệu đơn hàng năm. Đây thực sự là một trong những bước nhảy vọt đầu tiên trong giao tiếp của con người. Nhà đấu giá Sotheby's ước tính bức thư này có thể được bán với giá từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đô la Mỹ. Cuộc đấu giá trực tiếp diễn ra vào ngày 2 tháng 2 tới tại thành phố New York, Mỹ. Các thợ mỏ Bolivia hôm qua đã tổ chức lễ diễu hành lễ hội khai thác mỏ truyền thống trên đường phố Potosi của nước này. Sự kiện bắt đầu với việc những người thợ mỏ đi xuống từ mỏ đến đại lộ chính ở Potosi, nơi họ tham gia cuộc diễu hành, khiêu vũ, ca hát và khoe các công cụ làm việc như cuốc và xẻng. Trong lễ kỷ niệm, họ bày tỏ lòng kính trọng đối với Tata Quyacha, được biết đến là vị thần bảo vệ những người thợ mỏ. Chúng tôi kỷ niệm sự hiện diện của Tata Quyacha, vị thánh bảo trợ của khu mỏ. Ngài là người mà chúng tôi giao phó khi bước vào bên trong mỏ để có thể bảo vệ chúng tôi và hỗ trợ cung cấp cho chúng tôi bánh mì hàng ngày để chúng tôi có thể trở về nhà an toàn. Lễ hội của những người thợ mỏ do các công nhân khai thác mỏ và các hiệp hội những người làm nghề này tổ chức. Thưa quý vị, hồ Baikal nằm ở phía nam của phía đông Siberia, trên ranh giới của vùng Irkutsk và Cộng hòa
Buryatia, Liên bang Nga và cũng là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới. Cho đến nay thì Baikal vẫn ẩn chứa nhiều điều hấp dẫn và huyền bí, khiến bất kỳ ai cũng mong được một lần đặt chân đến nơi này. Và trong mục điểm đến du lịch ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với địa điểm danh đặc biệt này. Và thông tin này cũng khép lại bản tin văn hóa du lịch của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Baikal là một trong những vùng nước cổ xưa nhất trên hành tinh. Nhưng trên hết, nó được biết đến là hồ sâu nhất trên trái đất và đồng thời là hồ chứa nước ngọt tự nhiên lớn nhất, chiếm 19% tổng trữ lượng thế giới. Theo tính toán, lượng nước này đủ dùng cho cả nhân loại trong vòng 40 năm. Diện tích mặt nước Baikal là hơn 31.700 km², không tính các đảo, xấp xỉ diện tích của nước Bỉ. Diện tích lưu vực hồ là 571.000 km², chiều dài đường bờ hồ là hơn 2.000 km, còn hồ dài 600 km. Baikal cũng là hồ sâu nhất thế giới, với độ sâu tối đa hiện nay là 1.637 mét. Hồ ở dạng trũng được bao bọc bốn bên là các dãy núi và đồi, tạo nên phong cảnh trùng điệp vô cùng kỳ vĩ. Có lẽ phải gọi Baikal là biển, vì khi đứng trên bờ phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy mênh mông nước và trời, cùng một tông màu xanh thẫm hòa quyện vào nhau. Cả Baikal và các vùng ven bờ đều được phân biệt bởi hệ thực vật và động vật phong phú, làm cho những nơi này thực sự độc đáo, luôn hấp dẫn các nhà khoa học và đông đảo những người yêu thích du lịch và những người tìm kiếm mạo hiểm thực sự. Năm 1996, Hồ Baikal được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Dự báo thời tiết chiều và đêm 28 tháng 1, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi và Trung Du có mưa, mưa rào rải rác, trời rét hại, nhiệt độ từ 5 đến 14 độ, có nơi dưới 3 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, trời rét hại, nhiệt độ từ 5 đến 14 độ, có nơi dưới 3 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, phía Bắc trời rét đậm, rét hại, phía Nam trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng, đêm không mưa, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ.